tên Nguyễn Trung Kiên. Nay con nghe Đức Phật tuyên thuyết trong kinh Địa Tạng giảng nói về những sự không thể nghĩ bàn của Đại Thánh Địa Tạng. Con sinh tâm cảm động và chân thật một lòng một dạ. Nay đối trước Đại Thánh Địa Tạng xin được phát lời nguyện này. Con nguyện từ hôm nay trọn đời trọn kiếp đến tận cùng đời vị lai, nhẫn cho đến khi con thành Phật, con nguyện đời đời kiếp kiếp được quy y nương tựa nơi Ngài. Con nguyện đến tận cùng đời vị lai, nhẫn đến ngày con thành Phật, đời đời kiếp kiếp con nguyện sẽ dùng trăm ngàn phương tiện dẫn dắt quyến dụ, khiến cho hết thảy tất cả chúng sanh đồng biết đến Ngài và quy y Ngài, hầu làm cho tất cả chúng sanh đều được lợi ích lớn. Đại Thánh Địa Tạng, con ngưỡng mong Ngài rũ lòng đại từ bi thương xót mà chứng minh cho sự quy y cùng lời nguyện này của con, khiến con đời đời kiếp kiếp đều không bao giờ quên mất. Hiện nay con là phàm phu ngu si vô trí, nghiệp chướng sâu nặng, ngưỡng mong Đại Thánh rũ lòng từ bi thương xót con cùng hết thảy tất cả chúng sanh mà gia hộ cho con cùng hết thảy muôn loài đều được an lạc, mọi việc như ý, trí tuệ mở mang, mọi nghiệp chướng thảy đều tiêu trừ, mau đạt được bốn tâm thanh tịnh, rốt ráo rồi đều sẽ mau chóng thoát ly sanh tử, thành đạo Bồ Đề. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Án lam tỏ hoa, án lam tỏ hoa, án lam tỏ hoa. Tu dị ma ha, tu dị ta bà ha. Tu dị ma ha, tu dị ta bà ha. Tu dị ma ha, tu dị ta bà ha. Án ta phạ bà phạ thuật đà ta phạ đạt mạ ta phạ bà phạ thuật độ hám. Án ta phạ bà phạ thuật đà ta phạ đạt mạ ta phạ bà phạ thuật độ hám. Án ta phạ bà phạ thuật đà ta phạ đạt mạ ta phạ bà phạ thuật độ hám. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bốn Nguyện. Thần thông trên cung trời đau lợi phẩm thứ nhất, Phật hiện thần thông. Ta nghe như thế này: một thời nọ tại cung trời đau lợi, Đức Phật vì thanh mẫu mà thuyết pháp. Lúc đó bất khả thuyết tất cả chư Phật và đại Bồ Tát trong vô lượng thế giới mười phương đều đến hội họp, rồi đồng khen ngợi rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời ác ngũ trược mà hiện sức đại trí tuệ, thần thông chẳng thể nghĩ bàn để điều phục chúng sinh căng cường, làm cho chúng đó rõ pháp khổ pháp vui. Khen xong, chư Phật đều sai thị giả kính thăm Đức Thế Tôn. Bấy giờ Đức Như Lai mỉm cười phóng ra trăm nghìn vầng mây sáng rỡ lớn, như là vầng mây sáng rỡ đầy đủ, vầng mây sáng rỡ đại từ bi, vầng mây sáng rỡ đại trí huệ, vầng mây sáng rỡ đại bát nhã, vầng mây sáng rỡ đại tam muội, vầng mây sáng rỡ đại kiết tường, vầng mây sáng rỡ đại phước đức, vầng mây sáng rỡ đại công đức, vầng mây sáng rỡ đại quy y, vầng mây sáng rỡ đại tán thán. Đức Phật phóng ra bất khả thuyết vầng mây sáng rỡ như thế, rồi lại phát ra các thứ tiếng vi diệu, như là tiếng bố thí độ, tiếng trì giới độ, tiếng nhẫn nhục độ, tiếng tinh tấn độ, tiếng thiền định độ, tiếng bát nhã độ, tiếng tử bi, tiếng hỷ xả, tiếng giải thoát, tiếng vô lậu, tiếng trí huệ, tiếng sư tử hống, tiếng đại sư tử hống, tiếng mây sấm lớn. Trời rồng hội họp. Khi Đức Phật phát ra bất khả thuyết tiếng vi diệu như thế xong, thời có vô lượng ức hàng trời rồng quỷ thần ở trong cõi Ta Bà và cõi nước phương khác cũng đến hội họp nơi cung trời đau lợi, như là trời tứ thiên vương, trời đau lợi, trời tu diệt ma, trời đâu xuất đà, trời hóa lạc, trời tha hóa tự tại, trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời đại phạm, trời thiếu quang, trời vô lượng quang, trời quang âm, trời thiếu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh, trời phước sinh, trời phước ái, trời quảng quả, trời nghiêm sức, trời vô lượng nghiêm sức, trời nghiêm sức quả thiệt, trời vô tướng, trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện kiến, trời thiện hiện, trời sắc cứu cánh, trời ma hê thú la, cho đến trời phi tướng, phi phi tướng xứ. Tất cả thiên chúng long chúng cùng các chúng quỷ thần đều đến hội họp. Lại có những vị thần ở cõi Ta Bà cùng cõi nước phương khác, như thần biển, thần sông, thần rạch,
thần cây, thần núi, thần đất, thần sông trầm, thần lúa mạ, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần hư không, thần trên trời, thần chủ ăn uống, thần cây cỏ, các vị thần như thế đều đến hội họp. Lại có những đại quý vương ở cõi Ta Bà cùng cõi nước phương khác như Ác Mục quý vương, Đạm Huyết quý vương, Đạm Tinh Khí quý vương, Đạm Thai Đoán quý vương, Hành Bệnh quý vương, Nhiếp Độc quý vương, Tử Tâm quý vương, Phước Lợi quý vương, Đại Ai Kính quý vương, các quý vương như thế đều đến hội họp. Đức Phật phát khởi. Bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Đại Bồ Tát rằng: Ông xem coi, tất cả chư Phật, Bồ Tát và trời rồng quỷ thần đó ở trong thế giới này cùng thế giới khác, ở trong quốc độ này cùng quốc độ khác, nay đều đến hội họp tại cung trời Đao Lợi như thế, ông có biết số bao nhiêu chăng? Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu dùng thần lực của con để tính đếm trong nghìn kiếp cũng không biết là số bao nhiêu. Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Đến ta dùng Phật nhãn xem hãy, còn không đếm xiết. Số thánh phàm này đều của ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thời kiếp lâu xa đến nay, hoặc đã độ, đương độ, chưa độ, hoặc đã thành tựu, đương thành tựu, chưa thành tựu. Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Đức Phật rằng: Từ thọ lâu xa về trước, con đã tu căn lành, chứng đặng trí vô ngại. Nghe lời Đức Phật nói đó, thời tin nhận liền. Còn hàng tiểu quả thanh văn, trời rồng, tám bộ chúng và những chúng sinh trong đời sau, dầu nghe lời thành thật của Như Lai nhưng chắc là sinh lòng nghi ngờ, dầu cho có lại vâng đi nữa cũng chưa khỏi hủy báng. Cúi mong Đức Thế Tôn nói rõ nhân địa của ngài Địa Tạng Bồ Tát, ngài tu hạnh gì, lập nguyện gì mà thành tựu được sự không thể nghĩ bàn như thế. Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Ví như bao nhiêu cỏ cây, lùm rừng, lúa mè, che lau, đá núi, bụi bặm trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, cứ một vật làm một sông Hằng, rồi cứ số cát trong mỗi sông Hằng, một hạt cát là một cõi nước, rồi trong một cõi nước cứ một hạt bụi nhỏ là một kiếp, rồi bao nhiêu số bụi nhỏ chứa trong một kiếp đều đem làm kiếp cả. Từ lúc ngài Địa Tạng Bồ Tát chứng quả vị thập địa Bồ Tát đến nay nghìn lần lâu hơn số kiếp tỷ dụ ở trên, huống là những thọ ngài Địa Tạng Bồ Tát còn ở bậc Thanh Văn và Bích Chi Phật. Này Văn Thù Sư Lợi, oai thần thể nguyện của Bồ Tát đó không thể nghĩ bàn đến được. Về đời sau, nếu có trang thiện nam, người thiện nữ nào nghe danh tự của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc khen ngợi, hoặc chiêm ngưỡng bái lại, hoặc xưng danh hiệu, hoặc cúng dường, nhận đến vẻ khắc đắp sơn hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, thời người đó sẽ được 100 lần sinh lên cõi trời Đao Lợi, vĩnh viễn chẳng còn bị sa đọa và trốn ác đạo. Trường Già Tử phát nguyện: Này Văn Thù Sư Lợi, trải qua bất khả thuyết kiếp lâu xa về trước, tiền thân của ngài Địa Tạng Bồ Tát là một vị Trường Già Tử. Lúc đó trong đời có Đức Phật hiệu là Sư Tử Phấn Tấn, của túc vạn hạnh Như Lai. Trường Già Tử thấy Đức Phật tướng mạo tốt đẹp, nghìn phước trang nghiêm, mới bạch hỏi Đức Phật tu hạnh nguyện gì mà đạo tốt đẹp như thế. Khi ấy Đức Sư Tử Phấn Tấn của túc vạn hạnh Như Lai bảo Trường Già Tử rằng: Muốn chứng được thân tướng tốt đẹp này, cần phải trải qua trong một thời gian lâu xa, độ thoát tất cả chúng sinh bị khốn khổ. Này Văn Thù Sư Lợi, Trường Già Tử nghe xong liền phát nguyện rằng: Từ nay đến tột số chẳng thể kế xiết, ở đời sau tôi vì chúng sinh tội khổ trong sáu đường mà giảng bày nhiều phương tiện, làm cho chúng đó được giải thoát hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật đạo. Bởi ở trước Đức Phật Sư Tử Văn Tấn cụ túc vạn hạnh Như Lai ngài lập nguyện rộng đó, nên đến nay đã trải qua trăm nghìn muôn nước vô số bất khả thuyết kiếp mà ngài vẫn còn làm vị Bồ Tát Bà La Môn Nữ cứu mẹ. Là thọ bất khả tư nghị vô số kiếp về trước, lúc đó có Đức Phật hiệu là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Đức Phật ấy thọ đến 400.000 muôn nước vô số kiếp. Trong thời Tượng Pháp có một người con gái dòng Bà La Môn, người này nhiều đời chứa phước sâu dày, mọi người đều kính nể. Khi đi đứng lúc nằm ngồi chư thiên thường hè theo hộ vệ. Bà mẹ của người mê tín tà đạo thường khinh khi ngôi Tam Bảo. Thọ ấy mặc dù thanh nữ đem nhiều lời phương tiện khuyên nhủ bà mẹ người, hầu làm cho bà mẹ người sinh chánh kiến, nhưng mà bà mẹ người chưa tin hắn. Chẳng bao lâu bà ấy chết, thần hồn sa đọa vào vô gián địa ngục. Lúc đó thanh nữ biết rằng người mẹ khi còn sống không tin nhân quả, liệu chắc phải theo nghiệp quấy mà sinh vào đường ác. Thanh nữ bèn bán nhà đất, sắm nhiều hương hoa cùng những đồ lễ cúng, rồi đem cúng dường tại các chùa tháp thờ Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương. Trong một ngôi chùa kia thấy hình tượng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương đắp vẻ oai dung đủ cách tôn nghiêm, thanh nữ chiêm bái tượng của Đức Phật lại càng sinh lòng kính ngưỡng, tự nghĩ thầm rằng Đức Phật là đấng đại giác đủ tất cả trí huệ. Nếu Đức Phật còn trụ ở đời thì khi mẹ tôi khuất, tôi đến bạch hỏi Phật chắc thế nào cũng rõ mẹ tôi sinh vào chốn nào. Nghĩ đến đó thanh nữ buồn tủi rơi lệ, chăm nhìn tượng Như Lai mà lòng quyến luyến mãi. Bỗng nghe trên hư không có tiếng bảo rằng: Thanh nữ đương khóc kia, thôi đừng có bi ai quá lắm, nay ta sẽ bảo cho ngươi biết chỗ của mẹ ngươi. Thanh nữ chắp tay hướng lên hư không mà vái rằng: Đức thần nào đó mà giải bớt lòng sầu lo của tôi như thế. Từ khi mẹ tôi khuất đến nay, tôi thương nhớ ngày đêm không biết đâu để hỏi cho rõ mẹ tôi thác sinh vào chốn nào. Trên hư không lại có tiếng bảo thanh nữ rằng: Ta là Đức Phật quá khứ Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà ngươi đương chiêm bái đó. Thấy ngươi thương nhớ mẹ trội hơn thường tình của chúng sinh nên ta đến chỉ bảo. Thanh nữ nghe nói xong liền té xỉu xuống, tay chân mình mẩy đều bị tổn thương. Những người đứng bên vội vàng đỡ dậy rồi lắc. Một lát sau thanh nữ mới tỉnh lại,
rồi bạch cùng trên hư không rằng: Cúi xin Đức Phật xót thương bảo ngay cho rõ chỗ thác sinh của mẹ con, nay thân tâm của con sắp chết mất. Đức Giác Hoa định từ tại Vương Như Lai bảo thanh nữ rằng: Ngươi cũng dường xong, ngươi mau mau trở về nhà, rồi ngồi ngay thẳng nghĩ tưởng danh hiệu của ta, thời ngươi sẽ biết chỗ thác sinh của mẹ ngươi. Lễ Phật xong, thanh nữ liền trở về nhà, vì thương nhớ mẹ nên thanh nữ ngồi ngay thẳng niệm danh hiệu của Đức Giác Hoa định từ tại Vương Như Lai. Trải suốt một ngày một đêm, bỗng thấy thân mình đến một bờ biển kia, nước trong biển đó sôi sùng sục, có rất nhiều thú dữ thân thể toàn bằng sắt bay nhảy trên mặt biển, chạy rão bên này xua đuổi bên kia. Thấy những trai cùng gái số nhiều đến nghìn muôn thoạt chìm thoạt nổi ở trong biển, bị các thú dữ giành nhau ăn thịt. Lại thấy quỷ dạ xoa hình thù đều lạ lùng, hoặc nhiều tay nhiều mắt nhiều chân nhiều đầu, răng nanh chĩa ra ngoài miệng bén nhọn, giường gươm lùa những người tội gần thú dữ. Rồi quỷ là chụp bắt người tội, túm cóp đầu chân người tội lại, hình trạng muôn thứ chẳng dám nhìn lâu. Khi ấy thanh nữ nhờ nương sức niệm Phật nên tự nhiên không kinh sợ. Có một vị quỷ vương tên là Vô Độc đến cúi đầu nghênh tiếp, hỏi thanh nữ rằng: Hay thay Bồ Tát, ngài có duyên sự gì đến chốn này? Thanh nữ hỏi quỷ vương rằng: Đây là chốn nào? Quỷ vương Vô Độc đáp rằng: Đây là tầng biển thứ nhất ở phía tây núi Đại Thiết Vi. Thanh nữ hỏi rằng: Tôi nghe trong núi Thiết Vi có địa ngục, việc ấy có thiệt như thế chăng? Vô Độc đáp rằng: Thiệt có địa ngục. Thanh nữ hỏi rằng: Nay tôi làm sao để đến được chốn địa ngục đó? Vô Độc đáp rằng: Nếu không phải sức oai thần, cần phải do nghiệp lực, ngoài hai điều này ra ắt không bao giờ có thể đến đó được. Thanh nữ lại hỏi duyên cớ vì sao mà nước trong biển này sôi sùng sục như thế, và có những người tội cùng với các thú dữ. Vô Độc đáp rằng: Những người tội trong biển này là những kẻ tạo ác ở cõi Diêm Phù Đề mới chết, trong khoảng 49 ngày không người kế tự để làm công đức hầu cứu vớt khổ nạn cho. Lúc sống kẻ đó lại không làm được nhân lành nào cả, vì thế nên cứ theo nghiệp ác của họ đã gây tạo mà cảm lấy báo khổ ở địa ngục, tự nhiên họ phải lội qua biển này. Cách biển này 14 do tuần về phía đông lại có một cái biển, những sự thống khổ trong biển đó gấp bội hơn biển này. Phía đông của biển đó lại có một cái biển nữa, sự thống khổ trong đó càng trội hơn. Đó đều là do những nghiệp nhân xấu xa của ba nghiệp mà cảm mời ra, đồng gọi là biển nghiệp, chính là ba cái biển này vậy. Thanh nữ lại hỏi quỷ vương Vô Độc rằng: Địa ngục ở đâu? Vô Độc đáp rằng: Trong ba cái biển đó đều là địa ngục nhiều đến số trăm nghìn, mỗi ngục đều khác nhau. Về địa ngục lớn thời có 18 chỗ, bậc kế đó có 500 chỗ đủ không lường sự khổ sở, bậc kế nữa có đến 1000 cũng đầy không lường sự thống khổ. Thanh nữ lại hỏi đại quỷ vương rằng: Thân mẫu của tôi mới khuất gần đây, không rõ thần hồn của người phải sa đọa vào chốn nào. Quỷ vương hỏi thanh nữ rằng: Thân mẫu của Bồ Tát khi còn sống quen làm những nghiệp gì? Thanh nữ đáp rằng: Thân mẫu của tôi mê tín tà đạo, kinh trên ngôi Tam Bảo, hoặc có lúc tạm thời tin chánh pháp xong rồi chẳng kính, sầu khuất không bao lâu mà chưa rõ đọa lạc vào đâu. Vô Độc hỏi rằng: Thân mẫu của Bồ Tát tên họ là gì? Thanh nữ đáp rằng: Thân phụ và thân mẫu của tôi đều dòng dõi Bà La Môn. Thân phụ tôi hiệu là Thi La Thiện Kiến, thân mẫu tôi hiệu là Duyệt Đế Lợi. Vô Độc chắp tay thưa thanh nữ rằng: Xin thanh nữ hãy trở về, chớ đem lòng thương nhớ buồn rầu quá lắm nữa. Tội nữ Duyệt Đế Lợi được sinh lên cõi trời đến nay đã 3 ngày rồi. Nghe nói nhờ con gái của người có lòng hiếu thuận vì mẹ mà sắm sửa lễ vật, tu tạo phước lành, cúng dường chùa tháp, thờ Đức Giác Hoa định tự tại Vương Như Lai. Chẳng phải chỉ riêng thân mẫu của Bồ Tát đặng thoát khỏi địa ngục mà ngày đó những tội nhân vô gián cũng đều được vui vẻ đồng đặng thác sinh cả. Nói xong, quỷ vương chắp tay chào thanh nữ mà cáo lui. Bấy giờ thanh nữ dường chiêm bao chợt tỉnh, rõ biết việc đó rồi, bèn đối trước tháp tượng của Đức Giác Hoa định từ tại Vương Như Lai mà phát thệ nguyện rộng lớn rằng: Tôi nguyện từ nay nhận đến đời vị lai, những chúng sinh mắc phải tội khổ thì tôi lập ra nhiều phương trước làm cho chúng đó được giải thoát. Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Quỷ vương Vô Độc trước đó nay chính là ông Tài Thủ Bồ Tát, còn thanh nữ Bà La Môn đó nay là Địa Tạng Bồ Tát vậy. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Ni Sô ha.